Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ do ngài Daniel Coris Brink, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, mối quan hệ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển quan trọng sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bày tỏ niềm tin vào sự lớn mạnh của mối quan hệ song phương trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin nhanh tới đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ về thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ trở thành cầu nối để kết nối các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ đến với Thái Nguyên và tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ngài Daniel Crichton Brink, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thiện chí của tỉnh Thái Nguyên. Trong không khí cởi mở, đại biểu hai bên đã thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và với tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong thời gian tới. Trong buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển của tỉnh thời gian qua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về những thuận lợi và tiềm năng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên. Qua trao đổi tại buổi làm việc, hai bên đã nhất trí một số lĩnh vực cùng quan tâm đầu tư, gồm văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường và biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng. Đây sẽ là những trọng tâm hợp tác giữa Hoa Kỳ và tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Nhân chuyến làm việc tại Thái Nguyên, đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ đã dự khai trương không gian Hoa Kỳ tại Đại học Thái Nguyên. Đây là không gian Hoa Kỳ đầu tiên tại miền Bắc và là địa điểm thứ ba tại Việt Nam. Lý do chúng tôi chọn Thái Nguyên để mở không gian Hoa Kỳ đầu tiên tại miền Bắc vì chúng tôi biết Thái Nguyên có những trường đại học hàng đầu Việt Nam với những sinh viên rất thông minh và sáng tạo. Đại học Thái Nguyên cũng đào tạo sinh viên cho rất nhiều tỉnh thành phía Bắc. Đến thời điểm này, tất cả các không gian Hoa Kỳ tại Việt Nam đều hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Tôi tin tưởng không gian Hoa Kỳ tại Thái Nguyên cũng sẽ làm tốt chức năng của mình. Phát biểu trước hàng trăm sinh viên, ngài Daniel Crichton Brink nhấn mạnh, Đại sứ quán Hoa Kỳ rất vui mừng khi hợp tác với Đại học Thái Nguyên, một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tại Việt Nam. Ngài đại sứ tin tưởng không gian Hoa Kỳ sẽ trở thành trung tâm học tập cho sinh viên và là không gian chung cho những ai quan tâm đến văn hóa của Hoa Kỳ. Tại đây, sinh viên, giảng viên Đại học Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc có thể tìm kiếm học bổng của chính phủ Hoa Kỳ cùng nhiều hoạt động bổ ích khác như tham gia các chương trình tọa đàm, đào tạo kỹ năng mềm, câu lạc bộ sách, câu lạc bộ tiếng Anh.